Chào mừng các em đã đến với trang lời giải 2.com Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em học bài Dưới bóng Hoàng Lan của tác giả Thạch Lam Sách giáo khoa ngữ văn 10, bộ sách Trần trời sáng tạo Trước khi tìm hiểu nội dung bài học mới Cô và các em hãy cùng nhau tóm tắt về văn bản ngày hôm nay nhé Chuyện kể về một chàng thanh niên tên Thanh mồ cô cha mẹ sống với bà Lớn lên, thành ra tỉnh làm Rồi về hàng năm vào ngày nghỉ Lần trở về này đã cách kỳ trước 2 năm Trở lại ngôi nhà cũ Anh cảm thấy bồi hồi, hồi hộp Phòng cảnh y nguyên, gian nhà tĩnh mịch Và bà vẫn tóc bạc phơ, hiền từ Khu vườn xưa hiện lên trước mắt với con đường bát tràng Hình ảnh cô thiếu nữ xinh xắn trong tà áo dài trắng Mái tóc bạc trắng của bà cũng khiến cho anh thanh niên trẻ xốn sang. Chàng cảm thấy không gian náo nhiệt, ồn ào ngoài kia như đang dừng lại trên bậc cửa. Về quê thanh bình yên ổn, dường như không còn vướng bận bất cứ điều gì của cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia, chỉ còn biết thả hồn vào thiên nhiên và cảnh vật. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau đến với câu hỏi số 1 như sau. Khi bước vào khu vườn, có ngôi nhà của bà Điều gì đã khiến Thanh cảm thấy nghị học Mừng rỡ, bình yên, thư thái và dịu ngọt Điều đó cho thấy sự khác biệt như thế nào Giữa không gian bên trong và bên ngoài của khu vườn Vậy thì các em hãy đọc kỹ về văn bản Và chú ý những chi tiết miêu tả tâm trạng của nhân vật Thanh Và những điều khiến Thanh cảm thấy nghiện học Mừng rỡ và bình yên nhé Ta thấy rằng khi bước vào ngôi nhà của bà Điều khiến Thanh cảm thấy nghẹn họng, mừng rỡ và bình yên là sự trầm tĩnh, tịch mịch của gian nhà cũ và sự quan tâm, chăm sóc của người bà hiền từ với mái tóc trắng bạc phơ dành cho cậu vẫn như ngày nào. Điều đó khác biệt hẳn với sự ồn ào và huyên náo ngoài kia. Đến với câu hỏi số 2 như sau, tìm một vài hình ảnh trong văn bản thể hiện sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại ý nghĩa của sự đan xen đó là gì vậy thì các em hãy đọc kỹ về văn bản và đánh dấu những chi tiết hình ảnh thể hiện sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại nhé chúng ta nhận ra một vài hình ảnh thể hiện sự đan xen đó đó là hình ảnh ngôi nhà trong cảm nhận của thanh tất cả những ngày thổi nhỏ trở lại với chàng thành vắng nhà đã gần 2 năm nay Vậy mà chàng có cảm giác như mình vẫn ở nhà từ bao giờ Hay là hình ảnh của cây hoàng lan Cùng một lúc chàng lẩm bẩm Cây hoàng lan Mùi hương thơm thoang thoảng đưa vào Thành nhắm mắt ngửi hương thơm Và nhớ đến cái cây ấy chàng thường hay chơi Dưới gốc nhặt hoa Như vậy, việc đan sen tạo sự đồng hiện Hình ảnh giữa hai khoảng thời gian Đồng thời, tác giả đã cho người đọc thấy được cảm xúc và tâm trạng của các nhân vật khi hồi tưởng về quá khứ phải không nào? Câu hỏi số 3 như sau: Những kỷ niệm tuổi thơ nào đã trở về với Thanh khi anh về thăm bà? Những kỷ niệm ấy gợi lên trong Thanh cảm xúc gì? Qua đó, bạn cảm nhận như thế nào về nhân vật này? Vậy thì các em hãy đọc kỹ về văn bản và chú ý những chi tiết khi thanh nhớ về quá khứ nhé chúng ta thấy rằng những kỷ niệm tuổi thơ của thanh khi anh trở về thăm bà đó là chơi đùa cùng con mèo già hình ảnh người bà che chở cho chàng hồi còn nhỏ hay là hình ảnh con mèo già tròn mình nằm mắt lim dim trong sự bình yên và nhàn nhã như vậy những kỷ niệm này gợi trong thanh cảm giác bình yên gần gũi thư thái và tươi mát khác hẳn sự bận rộn khi làm việc trên tỉnh. Qua đó, có thể cảm nhận rằng Thanh là một người nhạy cảm, sâu lắng, nội tâm và luôn mang trong mình những kỷ niệm đẹp nhất của thời ấu thơ. Đến với câu hỏi số 4 như sau, bạn cảm nhận như thế nào về tình cảm giữa Thanh và Nga? Dựa vào đâu mà bạn có thể cảm nhận như vậy? Vậy thì các em hãy chú ý vào những chi tiết nói về Thanh, Nga cũng như là đoạn hội thoại giữa hai người nhé qua đó ta nhận ra rằng tình cảm giữa thanh và nga thực sự trong sáng và nhẹ nhàng lãng mạn mà sâu lắng cả hai đều biết và hiểu rõ tình cảm của đối phương nhưng không ai dám thổ lộ có thể dựa vào một số chi tiết như là thanh và nga chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn có rất nhiều kỷ niệm chung cùng nhau hay là khi nghe tiếng ai giống tiếng nga thanh đã nằm trong nhà liền chạy ra gặp Cả hai đều nhìn nhau e thẹn Và Thanh hiểu rõ rằng Nga vẫn sẽ ở đó Đợi chàng như ngày trước Cuối cùng là câu hỏi số 5 Bạn hiểu thế nào về câu nói Đi để trở về Sau khi đọc chuyện này Vậy thì với câu hỏi này Các em hãy trình bày cảm nhận của bản thân nhé Ta có thể thấy rằng đi để trở về có nghĩa là con người ta khi đi xa phải đối mặt với những bộn bề lo toan của cuộc sống họ mới cảm nhận và nhớ được sự bình yên gần gũi sự yêu thương ấm áp nơi quê nhà như vậy câu nói trên cũng cho ta thấy rằng nhà là nơi duy nhất và luôn luôn chào đón ta trở về sau những nỗ lực và bươn trải ngoài cuộc sống ở đó có sự vị tha tình yêu thương và không bao giờ nguội lạnh của người thân trong gia đình Vậy là cô và các em đã cùng nhau tìm hiểu xong nội dung của bài học ngày hôm nay Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những bài học lần sau